Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Camtasia để làm video. Đầu tiên bạn vào Import Media, các bạn add cái logo của mình vào trước. Tiếp theo là mình sẽ add một số cái audio mà mình muốn làm video, rồi tìm cái video mình đây là cái introduction của cái video của mình, của cái kênh của mình. Tiếp theo thì mình sẽ tìm cái video mà mình muốn làm vào đây. Đâu rồi, các bạn nên đặt cái tên trước khi mà mình muốn add vào. Khi mà các bạn có nhiều video quá nên sẽ dễ bị kiếm rất là khó. Rồi các bạn chọn tất cả, bấm một cái video đầu tiên, sau đó giữ phím shift và các bạn bấm vào cái video cuối thì nó sẽ chọn hết các video mình chọn và bấm open. Rồi bây giờ công việc bây giờ là chọn các video mình giữ cho cái introduction xuống trước, rồi sau đó chọn lần lượt các video. Cái này thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần giữ cái chuột trái rồi mình kéo mình thả xuống thôi, các bạn thấy không, đơn giản. Kéo hết mấy cái video mình muốn tạo, kéo xuống. Rồi các bạn có thể bấm vào đó để cho nó nhỏ cái khung lại. Kéo hết các video xuống. Này là mình hướng dẫn các bạn là thông qua cái cách mà mình đang làm một cái video. Mình làm trực tiếp luôn, mình ghi hình lại để hướng dẫn cho các bạn, nên nó có hơi lâu một chút, nó hơi dài một chút, các bạn thông cảm. Sẵn mình làm video luôn, rồi mình ghi hình lại để hướng dẫn các bạn luôn. Rồi cho cái outro vào, cho cái logo của cái kênh của mình vào. Rồi các bạn kéo nhỏ lại, cứ giữ chuột trái thôi, bấm giữ chuột trái kéo nhỏ lại. Cho cái audio, cái này mình có thể ghi âm riêng rồi mình cho vào sau. Xem thử cái video. Thì mình xem thử cái đoạn
cái đoạn nào mà nó không phù hợp mình sẽ điều chỉnh lại, hoặc là một số cái đoạn cái khoảnh khắc mà video bị lỗi gì đó thì các bạn có thể cắt bỏ nó đi. Nhưng thật sự chúng ta quay ở ngoài thì nó chịu tác động của nhiều nhiều thứ, nên có một số cái đoạn video nó không phù hợp. Đó, như vậy thì mình có thể điều chỉnh lại cho cái thứ tự của cái video nó phù hợp, nó logic hơn. Rồi, đó là cái phần mà mình kéo cái video xuống. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng để cho vào giữa các đoạn mà video mình gắn lại, để cho nó chuyển tiếp từ cái đoạn video khác, nó không có đột ngột quá. Các bạn cứ kéo, các bạn thả thả xuống giữa hai cái đoạn video. Rồi, cho logo vào. Kéo kéo cái logo ra, kéo hết ra. Thu nhỏ logo lại. Rồi, mình có thể muốn đặt logo chỗ nào cũng được. Góc trái, góc phải, ở giữa thì tùy các bạn thôi. Nó có sự chuyển tiếp, nó không có bị đột ngột giữa cái đoạn video. Chuyển qua đoạn khác, đó, nó nhẹ nhàng hơn. Đây. Cộng lên để cho mình dễ xử lý hơn. Nếu các bạn muốn bỏ cái hiệu ứng đó thì các bạn cứ click chuột trái vào, khi nó hiện lên màu vàng thì mình chuột phải, mình delete đi. Đây là một số cái hiệu ứng khác nè, các bạn có thể chọn tùy thích. Đây, mình sẽ thử cho các bạn coi. Rồi, các bạn nên kiểm tra lại một lần nữa, để có cái gì sai sót thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Nếu ok rồi thì các bạn vào cái mục share nè. Nhưng mà trước tiên thì các bạn nên kiểm tra lại để cho cái video của mình chỉ cần 720 thôi là có thể upload lên YouTube được rồi. Rồi, các bạn chọn MP4 nè. Up to 720p. Bấm Next. Mình sẽ đặt tên cho cái, tìm cái nơi lưu và đặt tên cho cái video của mình.
mình bỏ cái dấu tích đó đi, vì vì khi mà còn cái dấu tích đó thì nó sẽ tạo ra thêm một cái folder nữa, rồi nó mới tới cái video của mình lưu. Xong rồi các bạn bấm phím Next thì nó sẽ render. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy bấm like và share cho nhiều người cùng xem, và nhớ là subscribe cái kênh của mình và nhấn vào cái biểu tượng cái chuông để có được khi mà mình có những cái video mới thì các bạn sẽ được thông báo và theo dõi. Xin cảm ơn các bạn và chào các bạn nha.